Các bạn, tôi Thinh Xây Dựng xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện cái dự án cao ốc văn phòng quận 2 nha các bạn nhé. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập số 35. Cái bài số 34 thì chúng ta đã làm được cái cây, tạo được cái cây thư mục đây các bạn. Tạo được cái cây thư mục như thế này rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái công việc mới, đó là tạo một cái view template các bạn, một cái view template. Thì view template là gì? Thì trước tiên là chúng ta sẽ nhìn ở bên cái thanh property đây các bạn, thanh property ở đây thì nó có đối với một cái view, ví dụ như mình nói một cái view này đi, thì ở đây nó có những cái chức năng nó để nó quản lý cho cái view, một cái view mà mình đang chọn đây này. Thì mình ở đây nó có một cái visibility graphic gọi là VG, mình gõ VV thì nó sẽ ra được cái bảng này. Thì cái bảng này nó quản lý toàn bộ những cái gì mà thuộc về một cái view đó, ví dụ như là model, category hay là filter hoặc set link nhập vô gì đó, thì ở nó sẽ được hiển thị trong toàn bộ cái này. Chúng ta có thể tắt mở và chúng ta sẽ làm mọi cái ở trong cái này. Nhưng mà ở cái mức độ, ở cái property này á, thì chúng ta chỉ quản lý, ví dụ như bây giờ ở đây nó có crop view hay là có tỷ lệ cái gì vân vân á, thì đối với view template nó cũng có giống vậy. Nhưng mà ở đây cái property này nó chỉ quản lý ở cái mức độ element thôi các bạn. Element là có nghĩa là các bạn chọn một view này và các bạn điều chỉnh ở đây, các bạn chỉnh tắt mở, làm mờ hay làm cái gì gì đó, tăng giảm tỷ lệ gì vân vân, thì nó chỉ thì áp dụng cho một cái view mà mình chọn thôi. Còn nếu đối với cái tại sao người ta phải sử dụng view, người ta sẽ tạo phần mềm tạo cho chúng ta thêm một cái view template. View template là để khi chúng ta thực hiện một cái thao tác gì đó điều chỉnh đó, thì như vậy thì tất cả ở trong này nè nó cũng đều có những cái chức năng giống như là cái property vậy. Khi mà chúng ta chỉnh ở đây một cái thì những cái nào thuộc về cái view template đó mà mình tạo ra, cái tên view template đó mình tạo ra, thì nó sẽ như vậy là nó sẽ áp dụng cho toàn bộ những cái view mà mình đã đặt vào cái view template đó. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha các bạn nha, mình sẽ bắt đầu mình làm. Thì như thế này, để làm tạo được cái view template á, thì ở đây nó có mấy con đường. Thứ nhất là ở đây là con đường, đây các bạn thấy element data, khi chúng ta chọn một view đây thì chúng ta sẽ tạo một ra đây, nó có cái chữ none đây nè. Rồi chúng ta vào đây thì chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều cái view, có nghĩa là mà mặt bằng trần nè, mặt đứng, mặt cắt, rồi mặt bằng ha, kết cấu hay là rear ha, diện tích vân vân. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào ở đây rồi chúng ta từ những cái view mặc định đó chúng ta duplicate ra và chúng ta sẽ tạo cái view template các bạn ha. Rồi bây giờ ví dụ như chúng ta sẽ làm. Bây giờ còn cái cách thứ hai nữa thì chúng ta click chuột phải ở đây. Click chuột phải là tạo click new template from view. Là đối với cái view này thì chúng ta sẽ tạo chỉ một view thôi, mà chúng ta vào tạo trực tiếp cho cái view của nó, khi chúng ta tạo như thế nào thì cái view nó sẽ ra y như vậy, chứ nó không có lấy cái thuộc tính có sẵn của phần mềm đã tạo cho chúng ta. Thành ra do đó tốt nhất mình lên lấy cái này để mình duplicate nó ra thì nó sẽ đầy đủ hơn các bạn. Đó. Còn cách thứ hai nữa là nếu chúng ta click chuột phải, không click view template mà chúng ta apply, có nghĩa là khi mà chúng ta ở bên này nè, chúng ta đã tạo được ở đây rồi thì chúng ta chọn những cái view nào đó, chúng ta áp nó vào cho nó cái tên view đó để nó cùng thực hiện theo. Thì ở đây chúng ta tại cái view này nè, chúng ta cái lớp view này chúng ta có cái cửa sổ là view template, thì ở đây nó cũng có hai chức năng giống tương tự chúng ta này. Nghiên cứu nãy giờ chúng ta đã nói nãy giờ. Nhưng mà có một việc các bạn cần lưu ý là khi mà chúng ta tạo view template ở đây thì hoàn toàn chúng ta chỉ tạo thôi, chúng ta không xóa được nha các bạn nha. Chúng ta không xóa được. Tôi thì trước tôi vẫn làm, mà khi mà tôi làm sai á, tôi chỉnh sửa sai, tôi muốn xóa nó đi hoàn toàn, ở đây không cho mình xóa nha các bạn, hoàn toàn không cho mình xóa. Thành ra nếu muốn xóa thì các bạn vào view này, các bạn vào view template này, các bạn vào apply view hoặc template property to current view, thì ở đây này sẽ cho mình xóa các bạn nha. Và ở đây cũng cẩn thận, các bạn bấm cái là bạn xóa luôn cái suột, luôn cái góc luôn á, thành ra để mà lấy lại thì cũng là hơi khó khăn. Thì cũng có cách lấy lại là
Ví dụ như bây giờ ở đây thì mặc định thì tất cả những cái view nó có sẵn ở đây, thì nếu mà các bạn muốn lấy lại, lỡ mà xóa ví dụ site plan hay architect plan đi, thì các bạn có hai cách để làm. Là có một cách để làm là các bạn phải mở một cái file mới gọi là cái file architect mới hoàn toàn, rồi từ đó các bạn vào trong cái menu này nè, các bạn vào cái transfer này các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn check none đi và các bạn tìm ở dưới này, nó cũng có view template này các bạn, thì các bạn sẽ search nó qua là nó sẽ qua được những cái gì mà chúng ta lỡ đánh mất đó. Đó cách là chúng ta khi chúng ta làm mất những cái này nè. Còn hoặc là nếu mà chúng ta lỡ đánh mất ở bên ngoài, chúng ta lỡ đánh mất ví dụ như tôi nói cái view sai chẳng hạn, chúng ta lỡ đánh mất bên này, thì ở đây là chúng ta cũng có quyền duplicate một cái view này lên đó, rồi chúng ta sẽ vào đây chúng ta áp cho cái site plan này nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo nha các bạn nha. Thì cách tạo thì chúng ta sẽ tạo như thế nào? Chúng ta sẽ tạo giống y cái tên của bên bên mặt bằng view này chúng ta chọn nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hết tất cả luôn. Đó. Rồi, tôi sẽ vào view template này các bạn. Và như tôi đã nói là chúng ta sẽ duplicate cái architect plan, bởi này là mặt bằng floor mà. Floor architect mà, chúng ta duplicate nó đây. Chúng ta đặt là A gạch dưới mặt bằng kiến trúc. Ta ok, chúng ta apply luôn và chúng ta ok. Rồi bây giờ chúng ta đóng cái mặt một A 100 này lại, chúng ta lấy A 200, cái này A 200 này chúng ta ship chọn hết luôn, chúng ta chọn là mặt duplicate này ra các bạn ha. A gạch dưới mặt bằng tường xây đó. Ở đây thì nó có một cái là ví dụ như bây giờ mình đang tạo như vậy, nhưng mà lại mình muốn thêm một cái view khác vào trong cái mặt bằng tường xây này, thì các bạn tạo duplicate một cái view gì đó để đưa vào cái mặt bằng, lấy cái định dạng của mặt bằng tường xây, thì các bạn duplicate một cái file này ra, view này ra, ví dụ tôi nói duplicate này ra đi. Đó, duplicate này ra đi. Thì vậy các bạn muốn áp vô mặt bằng tường xây thì các bạn vào đây nè. Đó, vào apply view template này các bạn chọn vô mặt bằng tường xây thì nó cũng sẽ vào đây à. Vào đây thì nó sẽ có những cái định dạng được điều chỉnh ở đây, thì nó sẽ áp cho nó. Đây là cái con đường để mà áp khi mà mình đã tạo rồi mình áp thôi, còn tạo mới thì các bạn đi bên này. Rồi. Này mình bỏ nó đi, thử điểm thôi. Rồi bây giờ tôi đóng cái 200 lại, tôi lấy cái 300 mặt bằng lát sàn các bạn ha. Tôi duplicate architect lên. A gạch dưới mặt bằng lát sàn, bấm ok, ok luôn. Rồi, rồi tôi nhấn shift, tôi chọn hết mặt bằng cửa đi, tôi duplicate nó ra. A gạch dưới mặt bằng cửa đi, apply luôn các bạn. Thì khi các bạn tạo cái view có tên rồi á, bất kỳ cái view nào mà các bạn làm, ví dụ như nè, các bạn chọn ở đây, bạn vô đây thì các bạn sẽ thấy cái tên nó hiện ra nha các bạn nha, tên cái hiện ra. Còn cái view name này á, view name này là mặc định nó tạo vậy thôi, nhưng mà sau này khi mà mình kéo, như hôm trước tôi có nói rồi á, khi các bạn kéo cái view nào trong vào trong sheet á, thì cái tên này chúng ta sẽ điều chỉnh được ha. Không không quan tâm lắm cái này. Cái A500 mặt bằng cửa sổ bạn chọn hết luôn, lấy architect plan duplicate nó ra. A gạch dưới mặt bằng cửa sổ, ok. Đó, các bạn thấy có tên này ha. Thành ra cái khi các bạn thấy ở đây mà không có cái tên này là có nghĩa là nó chưa được đưa vào view template các bạn. Lúc đó các bạn có chọn apply thôi, view template apply để chúng ta chọn những cái view template nào chúng ta muốn gắn cho nó, thì chúng ta chọn vào đó thôi. Duplicate ra. A gạch dưới mặt bằng vật dụng. Ok. Có cái này nè các bạn thấy nè, khi mà các bạn mặt bằng trần này ha, mặt bằng trần nè, ceiling plan, thì ở đây nó sẽ ra cái view tile là view tile ceiling plan.
À, thành ra nó người ta đã định dạng sẵn cho mình rồi, thành ra do đó mình cứ việc là mình lấy thôi, mình duplicate nó ra là mình xài thôi. Hồi nãy tôi có tạo sẵn cái rồi, giờ tôi lấy cái nó luôn, tôi ok luôn các bạn. Giờ tôi tới đây, mặt bằng diện tích, tôi duplicate nó ra, các bạn thấy không? Floor plan là mặt bằng, thì nó sẽ cái thay thay view, view thay nó là mặt bằng, thì nó sẽ ra cái mặt bằng cho mình luôn nghe nè. A gạch dưới mặt bằng diện tích, ok, đóng lại. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ qua mặt đứng nè, các bạn thấy cái qua cái hồi nãy ở đây mình có là Architect Elevation này không, ở đây tôi tạo cái mặt đứng ra rồi các bạn, giống y tên bên này ha, tôi hồi nãy tôi tạo rồi á, tôi duplicate rồi tôi tạo rồi, giờ tôi lấy nó luôn, ok. Rồi tới mặt cắt, duplicate, ở đây tôi cũng tạo cái mặt cắt rồi. Rồi tôi lấy cái mặt bằng thang, chi tiết thang, đó, tôi duplicate. Cái này thì tôi lấy Architect Plan đi, tôi duplicate nó ra và tôi đặt nó là ACTTM, A gạch dưới CTTM. Các bạn đặt cho đúng cái tên ở ngoài, tên view thai của nó. Rồi chúng ta lại cái lấy cái này, duplicate nó ra. A gạch dưới CT. Hồi nãy tôi có tạo một cái CTM, A gạch dưới CTM, à, chưa có các bạn, duplicate ra, A gạch dưới CT gạch M, A dưới CT gạch M, ok, đó, ok. Như vậy là chúng ta đã có tổng cộng là 12 cái view view thai ha. Thì chúng ta vào đây chúng ta check cho coi có phải là mình đã tạo được 12 cái view template chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình chọn all đi các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ha. 4, 6, 8, 10, 12. Đó, các bạn thấy như vậy là chúng ta đủ. Ok. Thì sau khi chúng ta tạo cái tên view template rồi, view template rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi cái view template nó là cái gì các bạn. View template là cái gì? Ví dụ như ở đây tôi nói, ở đây cửa sổ này, ở đây cửa sổ các bạn thấy ở đây nè, ở đây nè, ở đây mình có view scale, ở ngoài này mình cũng có view scale các bạn. Để tôi các bạn nhìn thấy không, mình có view scale thì ở đây cũng có view scale nè, còn cái scale value nè, ở đây cũng có scale value nè, display model cái gì đó bên này nó như thế nào thì bên này y chang vậy các bạn. Còn riêng đối với ở đây thì các bạn thấy có VG, Override gì vân vân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì các bạn ra đây, các bạn vô đây nè, các bạn cũng thấy 7 cái, 7 lớp luôn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y chang. Đó. Rồi các bạn nhìn nhìn tiếp tục xem. Nhìn tiếp tục xem là ở dưới đây có Shadow nè. Rồi có Underlay, có View Range gì. Đó đó là có luôn cả những cái gì, cái parameter mà chúng ta chọn luôn. Thành ra khi mà chúng ta đã up view template rồi thì các bạn sẽ thấy khi mà mình up view template rồi mình chọn vào cái view đó, đó thì tất cả những ở ngoài này nó ẩn lên đi hết các bạn thấy không? Các bạn thấy không?
Nè, các bạn thấy là khi mà mình cái view này nó đã được app Vitimlet, các bạn nhìn thấy là nó có tên ở đây rồi, thì tất cả những cái thời này cái phân loại gì cái series sheet gì các bạn hoàn toàn không làm được việc với, làm không làm làm việc được với nó luôn nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn phải vào ở trong cái Vitimlet đó thì lúc đó các bạn mới làm việc được nó này. À, các bạn mới làm việc với nó. Ví dụ như bây giờ ở đây nữa, cái chỗ này nè, phân loại giai đoạn thì các bạn sổ ra, các bạn mới thấy nó trong đó, nó mới cho các bạn ở đây cửa sổ mới cho các bạn làm việc đó. Còn bây giờ các bạn không, các bạn mà đã áp internet ngoài này cũng được, trừ trường hợp nếu các bạn muốn chỉnh nó độc lập một mình nó cho một view này thôi, như tôi nói vậy, ở cái mức độ element, còn ở trong này là cái mức độ gọi là category, thì lúc đó ví dụ như bây giờ các bạn muốn chỉnh cái phân loại đi chẳng hạn, cho riêng một mình nó, mà ví dụ như bây giờ không, cái series sheet này chẳng hạn cho riêng một mình nó, nhưng mà nó đang ở cái A là A100 đi, các bạn muốn chuyển xuống A200, 300, 400 gì, các bạn phải tắt cái dấu check này đi, các bạn tắt cái dấu check này đi, thì như vậy cái view template nó tạm thời nó không có được áp dụng cho cái view này. À, mà mình có thể mình đi ra ngoài này mình chỉnh nó, mình chỉnh được các bạn, nhưng mà qua view khác thì không được nha các bạn. À, qua view khác thì không được nha, nhưng mà chỉ có thằng này khi mình tắt cái dấu check thì mình mới làm việc được nha. Đó, ví dụ như bây giờ mình tắt dấu check này, tắt dấu check nó thì mình không được luôn đó. Thành ra các bạn lưu ý cái chỗ đó, đã làm việc với Intellect thì ở ngoài này là không còn có tác dụng gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái view template như thế nào đây. Là ở đây cái cửa sổ thì các bạn đã biết rồi đó, thì ở đây là cái parameter của nó ha, parameter của nó, rồi những cái gì mình muốn điều chỉnh cái giá trị nó nằm ở đây. Ví dụ như tôi nói parameter phân loại giai đoạn gì, cái này là do mình tạo ra, còn những cái này là mặc định, còn ở đây là cái giá trị của nó là chúng ta muốn chỉnh sửa ha, chỉnh sửa theo tỷ lệ bao nhiêu, hoặc là cái chỉnh sửa theo custom là giá trị này là bao nhiêu, thì muốn 190 ngoài gì gì đó chúng ta sẽ điều chỉnh nó ở đây được. Còn ở đây là bao gồm ha, include bao gồm, chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta check nó đây, còn nếu chúng ta không muốn sử dụng view template thì chúng ta tắt nó đi, chúng ta ra ngoài chúng ta làm việc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút xíu, là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái VG. À, VG là ví dụ như ở đây tôi có một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, sáu lớp, bảy lớp, thì ở đây người ta sẽ, ở đây cái phần mềm đã tách cho mình ra từng lớp, nhưng mà các bạn chỉ cần bấm một lớp thôi một cái thì ở trong này nó có đều có cái bảy lớp ở trong này đó các bạn. À, tương đương với lại các bạn nhìn thấy này, đây nè, ở đây nè, model nè, thấy không, category nè, annotation nè, rồi allocate này nè, rồi import nè, filter nè, workset nè, rồi viết link đó. Thì các bạn muốn chỉnh từng phần trong này cũng được, không không các bạn mở cái VG ra một cái thì nó sẽ ra hết cái bảng này. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu tới cái bảng VG đây các bạn, tìm hiểu cái bảng VG ở đây. À, VG ở đây thì VG ở đây nó có những cái lớp như sau. Thứ nhất là ví dụ như là cái model category này, là cái phần này là quản lý cái phần model, có nghĩa là cái phần khối ấy, chúng ta thì muốn tắt mở gì đó thì ở trong này ví dụ như tôi nói cái cầu thang đi chẳng hạn, cái cầu thang đi, cái này cái stair đi, ví dụ như nói cái stair đây, cái stair là cái cầu thang, các bạn sổ ra đây nó có rất là nhiều cái thành phần của thằng stair nằm trong đây. Rồi sau này mình đi sâu vào mình sẽ tìm hiểu ở đây là những cái nét trên, nét dưới gì đó, vân 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 vân, thì chúng ta có thể tắt mở khống chế nó, chúng ta muốn để cái nào chúng ta tắt cái nào chúng ta khống chế nó. Ví dụ như cái tường đi, tôi nói là cái tường này đi. À, cái tường thì cái nó có gồm có là wall sweep nè, nó còn góc nét ẩn nè, rồi nét 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 ngoài, nét trong gì đó. Rồi ví dụ như tôi nói là đối với furniture đi cũng vậy, nó có cái ký hiệu riêng của nó gì đó, rồi muốn tắt cái gì đó chúng ta tắt, hay là đo, ví dụ như đo này nó cũng sẽ tách ra từng phần. Ví dụ cái cửa mở này, cái nét gì, hay cái nét vẽ cái cánh cửa, hay cái nét mở gì đó thì chúng ta có thể là hoàn toàn chúng ta khống chế được nó đây. Còn thứ hai á, là chúng ta có cái lớp annotation. Annotation là tất cả những cái ký hiệu mà ví dụ như cái ký hiệu level nè, ký hiệu grid nè, nó nằm ở trong này thì chúng ta có thể tắt mở nó. Đó, các bạn thấy không? Tắt mở được nó hết á. Tắt mở và chúng ta có thể chỉnh nét nó luôn.
Đó, đối với cái trường hợp nào chúng ta muốn có thể chỉnh nét được ở đây nè, chúng ta chỉnh nét nó, chỉnh nét độ dày nét nè, màu sắc của nét nè, à, rồi xong rồi kiểu nét nè, các bạn muốn chỉnh cái kiểu nét ở đây gì nó gạch 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 vậy, các bạn muốn muốn nó tô đen hay là cái gì gì đó, các bạn có thể là chọn hết luôn, rồi chúng ta có thể điều chỉnh nó hết luôn, rất là hay luôn các bạn. Đó, rồi qua đây là cái lớp này thì tôi cũng không rành lắm nha. Em import những cái gì mà chúng ta import vào á, thì nó sẽ nằm đây. Để chúng ta cũng có thể khống chế nó luôn, tắt mở những cái gì import vào. Còn filter nè, filter sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về filter, rồi workset nè, rồi cái rebuild link. Ví dụ như chúng ta đã nhập vào cái file này gồm có cái file này gồm có cái file project nè, grid nè, structure, chúng ta cũng có thể tắt mở nó luôn. Chúng ta có thể chúng ta sẽ cho nó không hiển thị ra nữa, chúng ta tắt tạm thời ẩn nó đi chẳng hạn. Đó là rất là hay cho đó cái VG. Thành ra ở đây chúng ta cũng có thể là ví dụ bây giờ mình nói chung ra, bây giờ mình nói cái lớp này đi, cái lớp model category đây. Thì ở đây các bạn nhìn thấy cái project surface này, cái này nó thể hiện cái phần bề mặt của cái đối tượng. Ví dụ như bây giờ tôi nói cái cửa đi. À, cái cửa đây thì ở đây là cái line này, là cái đường vẽ của cái nét này. Đó, thì bây giờ các bạn cũng có thể đổi nè, cái độ dày nét các bạn muốn nét nó là bao nhiêu nè. Rồi các bạn muốn đổi cái màu nét nè. Ha, rồi các bạn muốn kiểu cái nét nè. Đó. Đó. Rồi ở đây là cái pattern, là cái mẫu, ví dụ cái bề mặt đó cái mẫu vân như thế nào. Ví dụ đây, các bạn nhìn thấy ở đây nó có rất là nhiều mẫu luôn các bạn nha. Đó, cái mẫu tô của nó đó. Mẫu tô của nó các bạn có thể vô đây các bạn chọn cái mẫu tô cho cái bề mặt đó, ví dụ cái cửa mình muốn chọn là vân gỗ đi chẳng hạn. Rồi cái màu sắc của nó đi, đó, cái màu sắc muốn muốn màu vân gỗ gì vân vân thì các bạn chọn ở đây. Thì hồi nãy ở đây như đây mình nói là cái nét vân gỗ, còn đây cái màu, cái kiểu dáng vân gỗ, và cái này là cái độ trong suốt. Khi các bạn để transparency này bằng không thì các bạn sẽ thấy đối tượng, là nếu các bạn muốn nó mờ mờ đi, nó trong trong, hoặc các bạn để 100% là nó trong suốt như gương luôn đó. Nó thành ra do đó cái này là sẽ làm trong cái đối tượng đi, là mình muốn đối tượng đằng sau đó, mình thấy cái đối tượng đằng sau nó thì mình sẽ làm cái đối tượng đằng trước này nó sẽ bị trong đi. Ví dụ cái cửa này các bạn muốn nhìn thấy vô trong nhà, bàn ghế thì các bạn làm trong nó đi. Còn ở đây nè, nó thể hiện cái thể hiện cái nét cắt cho chúng ta. Nét cắt thì nó cũng vậy thôi, nó cũng có line và pattern, là cũng cho là khi mà cắt cái đối tượng ra thì các bạn muốn cho cái đối tượng nó, cái nét đó nó dày như thế nào này, cái màu sắc như thế nào, và cái mẫu tô là như thế nào. Rồi ở đây cũng vậy, cái bề mặt này của nó cũng vậy. Cái bề mặt này đối với cái bề mặt cắt thì chúng ta phải chọn là cái mẫu nào chúng ta thích ha, rồi chúng ta chọn cái màu nó vân vân. Đó, đây này. Đó, đây là cái nét của cái mẫu của cái nét, còn cái này cái mẫu của cái bề mặt của cái nét cắt. Các bạn hiểu không ạ? Cái này là ví dụ như bây giờ cái đường đó là cái đường vân gỗ, nhưng cái vân gỗ đó là màu gì, rồi độ dày nó là bao nhiêu, kiểu cái vân gỗ như thế nào. Nhưng mà cái này là nó tô, có khi là cái mẫu này nó tô nguyên cái bề mặt đó luôn, thành cái mẫu đó luôn, chứ nó không còn là thuộc về nét nữa đó. Còn ở đây á, là mình sẽ chọn cho là cái đối tượng, ví dụ như một cái bàn, cái ghế gì mình sẽ để trong cái mặt bằng kiến trúc, chúng ta làm mờ nó đi, làm mờ. Khi chấp các bạn check nó ở đây một cái thì nó sẽ cái đối tượng nó, ví dụ như bây giờ tôi nói cái đối tượng cái đo đi chẳng hạn, thì nó sẽ bị mờ đi so với các cái đối tượng khác, nó mờ đi khoảng 50% á, là mình cho nó mờ đi. Ví dụ như mình để mặt bằng lắp gạch mà mình để thiết bị lên đó, mình phải làm nó mờ đi, chứ nó chỉ mờ thôi nha các bạn. Còn cái này là trong suốt nha, cái này là trong suốt, còn cái này nó mờ đi. Còn cái này là cái chế độ hiển thị nữa các bạn. Ví dụ như ở đây các bạn để ở đây này, lại core, chế độ hiển thị core, medium và fine ha, chế độ thô nè, chế độ vừa phải và chế độ mịn nhất, thì cái này nó cũng tương đương với ở đây nè các bạn. Nó tương đương ở dưới này nè. Ở đây nè, tương đương ở đây. Đó. Thì các bạn chỉnh ở đây cũng được, hoặc các bạn chỉnh ở đây, nhưng mà các bạn đã chỉnh như tôi nói nãy giờ là các bạn nếu mà làm trong Vue Template á, thì các bạn hoàn toàn không có thể nào mà chỉnh ở ngoài được nha các bạn nha. Đó, đó ví dụ như ở đây nè. Đó, Core Medium File các bạn thấy không? Nó mờ hẳn hết luôn, các bạn không thể nào các bạn chỉnh được tỷ lệ, các bạn không hoàn toàn, các bạn không không có chỉnh được ở đây. Nên do đó chỉ có Vue Template các bạn vào đây các bạn chỉnh thôi. Đó. Đó, hoàn chỉnh ở đây ha. Còn nếu trường hợp các bạn không muốn chỉnh ở đây thì các bạn bạn tắt cái đó đi thôi, bạn tắt cái đây nè, bạn tắt cái chỗ này đi, thì các bạn ra ngoài, các bạn ra ngoài các bạn.
Đó, các bạn tắt đi, các bạn chỉnh được nữa thấy không? Các bạn bấm apply đây, nãy giờ mình bấm vô đó, mình chọn mình check tắt nó, nhưng mà các bạn phải bấm apply đây nha. Apply đó. Thì ở đây cái đó lúc đó là các bạn ra đây các bạn chỉnh thôi. Đó, chế độ nằm ngoài này. Còn giờ các bạn không muốn thì các bạn check vào đây, chỉnh nó trong này á. Đó, là khi bây giờ là chúng ta đã tạo được cái view template. View template thì nó là một cái phần quản lý hiển thị ha. Quản lý hiển thị xong rồi bây giờ ngày mình sẽ bước kế tiếp là mình sẽ bắt đầu mình sử dụng đến view template để bắt đầu mình khai triển các cái view này ra các bạn. Mình khai triển ví dụ như mình sẽ dim nè, mình sẽ đặt tag nè, code nè, node này kia. Rồi mình sẽ hiển thị tắt mở, ví dụ như các bạn thấy này này đó, bữa nào mình làm rồi những cái này nó không có còn lộn xộn đây, hai ba nét lại nữa, hai nét là bởi vì nó có cái file link nằm trong này, giờ mình cắt cái rip ở trong cái file link là xong luôn. Thành ra do đó từng bước các bạn sẽ thấy mình bắt đầu mình quản lý, mình sẽ vẽ, các bạn vẽ nó sẽ đẹp hơn. Rồi đặt ví dụ như những cái này này đó, mình sẽ tắt nó đi, nó xong còn linh tinh nằm trong này nữa. Rồi ví dụ như mặt bằng kiến trúc, mặt bằng vật dụng cái gì, cái nào mà nó ví dụ như mặt bằng lát gạch thì đâu có gắn mấy cái này vô làm chi, thì mình sẽ tắt cái thiết bị này đi. Rồi từng bước các bạn sẽ tôi sẽ chia sẻ với các bạn để mình làm quen với cái việc khai triển bằng view template các bạn nha. Thôi video mình tới đây làm dừng thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn thành công. Tin xây dựng xin chào tạm biệt.